25.000. Biển số đâu anh? 37. Rồi có con đi tiền tài thì chính sao? Giá của nó nhiêu anh? 28. NVX 155 giá 28 triệu. Má, bất ngờ quá anh em ơi. NVX 155 giá 28 triệu. Nói chung là hàng hiếm lâu lâu nó mới về thôi. Thì quý anh chị và các bạn nào muốn mua thì cứ liên hệ tới mà mua. Số lượng thì có hạn thôi chứ không có nhiều. Thì NVX này mình trả bao nhiêu anh? Trả 4 triệu. Còn này trả 4 triệu hả? Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại với channel của mình. Thì hôm nay mình muốn giới thiệu với anh chị và các bạn có rất là nhiều xe tay ga về, cũng như là Winner này, rồi Exciter, thì NVX này, chiếc Vario thì vừa bán cho khách rồi. Thì mình sẽ quay chi tiết cho các bạn. Đó, xe rất là nhiều luôn. Rồi AB thì hôm nay cũng nhiều lắm. SH này, SH mod rồi các kiểu luôn, mô tô. Nếu quý anh chị và các bạn muốn mua thì các bạn cứ liên hệ tới cửa hàng Hoàng Việt, địa chỉ là 377 Nguyễn An Ninh, Giang, Bình Dương. Số điện thoại là 0922266661 nha các bạn. Thì ở đây cũng có dịch vụ trả góp, nếu các bạn nào mà muốn trả góp thì chuẩn bị những cái hồ sơ, cũng như là đối với ba tỉnh thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai với lại Bình Dương thì chứng minh nhân dân, cộng hộ khẩu gấp, cộng với hóa đơn điện nước nha các bạn, điện hoặc nước. Còn đối với những cái tỉnh nơi xa thì các bạn chuẩn bị bản lương, chứng minh nhân dân, cộng hộ khẩu gốc luôn ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ quay chi tiết giá của từng con cho các bạn ha. Rồi ok, thì đầu tiên mình muốn giới thiệu với anh chị và các bạn đó là con AB màu đỏ đen, xì kem luôn các bạn. Con này đợi nhiêu anh? 27 ha. Giá nó nhiêu anh? Đó. Con này giá nhiêu? 29 năm. Đó. Biển số đâu anh? Số 84. 84 nha các bạn. Đó. Đi bao nhiêu ngàn km anh? 13.000. 13.000. Đề. Đó, đề cái là nổ nha các bạn. 13.000. Đó, 29 năm thì nếu mà trả góp thì mình trả trước bao nhiêu anh? Trước 5 triệu. 5 triệu. Đó, 5 triệu nha các bạn. Rồi tiếp theo mình giới thiệu cái con màu AB màu đen. Xanh, đen xanh đen á. Con này đợi nhiêu anh? 26. Giá của nó nhiêu anh? 28 triệu. Đó. 26 giá 28 triệu nha các bạn. Thì nếu quý anh chị nào muốn mua thì liên hệ liền á. Những cái con đây AB đợt này về cũng được mấy chiếc. Hai mươi tám triệu mình trả trước công chi 5 triệu à? 5 triệu nha các bạn. Cứ đem 5 triệu đi có xe. Cứ đem 5 triệu đi là có xe. Ok, tiếp theo một chiếc tiếp theo này, AB tiếp theo là chiếc màu xanh. Con này biển số đâu anh? 93. Biển số 93 nha các bạn. Con này đi bao nhiêu ngàn anh? Con này chắc đi chừng 20 mấy ngàn. 20 mấy ngàn hả? 30 ngàn. 30 ngàn. Giá của nó nhiêu anh? 28 triệu. Các bạn nếu mà trả trước cũng chỉ 5 triệu thôi. Trả trước 5 triệu là có xe liền. Nhưng mà với điều kiện là các bạn phải chuẩn bị hồ sơ nha. Hồ sơ thủ tục trả góp thì lãi suất thì tầm 1.6 tới 1.9 thôi, lãi suất thấp, ngân hàng rắc. Rồi một con AB thứ tư luôn, màu đen. Con này màu đen này. Đó. Con này ra đời bao nhiêu anh? 26. Xì nhìn keng quá. Con này đi mấy ngàn anh?
30.000 hả? 30.000. Thái Quỳnh à? Thái Quỳnh nha các bạn. Là 28 luôn hả? 28 luôn. Đó. Cứ đem theo 5 triệu là cứ quất thôi các bạn. Giấy tờ đủ hồ sơ là cầm theo 5 triệu nữa là ok. Đó, 5 triệu là ok đó. Thì chỉ có một con màu đỏ đen kia là 295 thôi. Còn lại là ba con này 28. Thì quý anh chị và các bạn nào muốn mua thì các bạn cứ liên hệ tới xem mà mua xe đó. Rồi, đó là cái con hai con NVX. Con này nó mới về anh. NVX màu đen 155. NVX 155 nha các bạn. Con này còn bọc keo à? Con này còn bọc keo này các bạn. Mới lột à? Mới lột hả? Ồ, cái này chở di chuyển sao mà để tròi thôi. Chở một xô như là một xe. Ờ. Đó. 155. NVX 155 màu đen. Đi bao nhiêu ngàn km anh? Ba mươi lăm ngàn. Ờ, 25.000 hả? Ờ, 25.000. 25.000. Biển số đâu anh? 37. Rồi có con vi sinh là 29 sao? Giá của nó nhiêu anh? 28. NVX 155 giá 28 triệu. Quá, bất ngờ quá anh em ơi. NVX 155 giá 28 triệu. Nói chung là hàng hiếm lâu lâu nó mới về thôi. Thì quý anh chị và các bạn nào muốn mua thì cứ liên hệ tới mà mua. Số lượng thì có hạn thôi chứ không có nhiều. Thì NVX này mình trả bao nhiêu anh? Trả 4 triệu. Con này trả 4 triệu hả? Đó, tiếp theo là một con tiếp theo là con NVX 125 màu đỏ đen. Thì biển số đâu anh? Số 69. Giá nó nhiêu anh? 27.500. Đó. Cũng trả nó 4 triệu, con này cũng 4 triệu luôn hả? Đó, 4 triệu nha các bạn. Hôm nay nói chung là vui vui anh chủ cho góp vậy, anh nói là trả 4 triệu thôi, 4 đến 5 triệu là nói chung là có xe về nhà. Thì với điều kiện là quý anh chị và các bạn chuẩn bị các hồ sơ tới duyệt đồng ý cái là dứt liền. Còn ngoài ra thì ngoài trả góp á thì nếu mà các bạn chuẩn bị gần đủ tiền á, thiếu tầm 2-3 triệu đó thì lên cửa hàng hỗ trợ luôn, mỗi mấy công góp rồi mấy công. Rồi tiếp theo là con Vespa Biego. Con này đời 2018 anh. Giá nhiêu anh? 55 triệu. Là giảm nữa à? ABS. ABS luôn nha các bạn. Phiên bản cao nhất. 4.000 coi. 4.000 coi. 55 triệu. Nếu mà 55 triệu thì mình trả trước là đâu ngân hàng chỉ hỗ trợ 30 triệu, còn những cái xe bự này là số còn lại mình phải trả hết. Đó, nói là dễ. Rồi tiếp theo là con Vespa màu đỏ nữa. 20 triệu. Đó, Vespa này 20 triệu nha các bạn. Đó thì bạn nữ nào mà muốn đi mua về đi á, chơi thì cứ mua. Hồ sơ chỉ cần 2 triệu thôi. Dạ. Hồ sơ chỉ cần 2 triệu cho xe về. À gì? Nếu mà trả góp là 2 triệu à? Trả góp 2 triệu. Con này là 2 triệu là các bạn lái xe về đi luôn nè. Khiếp. Nhớ phải lo hồ sơ nha. Đó, với điều kiện là các bạn chuẩn bị đủ hồ sơ nha. Đó thì mình vừa lướt qua cái đây là cái lô tay ga. Thì để kèm theo thì mình giới thiệu luôn là mấy cái chiếc SH luôn. Rồi sau đó mình sẽ giới thiệu cái dòng Tycoon cho quý anh chị và các bạn. Đây thì SH1 thì hiện tại còn có hai con thôi. Màu trắng. Con này đời nhiêu anh? Đời 2014. 24 nha các bạn. 39 triệu. Màu trắng. 39 triệu. Con này đi bao nhiêu ngàn anh? Này đi biết à. 29 ngàn. Giá của nó là 39 triệu luôn. Thì mình trả là mình trả 15 triệu. Đâu 19 triệu chứ. Cứ cần làm sao cứ vay 30 quay đầu. À vay 30 quay đầu.
đó thì số còn lại mình trả. Con này cũng đợi 24 luôn anh. 26. Giá nhiêu anh? 41 triệu. 41 triệu. Giá. Biển số đâu anh? Số 93. 93 luôn nha các bạn. 41 triệu SH. Màu trắng, chỉ còn hai con màu trắng thôi. Rồi, đây là cái con, hai con SH mình muốn giới thiệu với các bạn. Một con màu này màu nhám. Đây là đời 27. Con này rút hồ sơ sẵn hả anh? Rút rồi. Giá này nhiêu anh? 66 triệu bao hồ sơ nha các bạn. Thì quý anh chị và các bạn nào muốn mua thì các bạn cứ liên hệ. Thì trả góp thì 66 triệu con này mình phải đưa 36 triệu trước. Còn lại ngân hàng hỗ trợ 30. Đó. Rồi tiếp theo là một con SH125 tiếp này màu đen. Con này đời 24 anh. Triệu bao hồ sơ. Cũng rút hồ sơ luôn à. Rồi đây là cái con PS 150 nhập ý. Giá nhiêu? 27 triệu nha các bạn. Đó. Đẹp. 27 triệu. Đó, quý anh chị và các bạn nào muốn mua thì cứ liên hệ mà mua. SH150 Việt Nam là bỏ chạy luôn. Đây con vi sạch này đúng không? Rồi, thở quay luôn con vi sạch này. Rồi cái 21 triệu 500. Con vi sạch đào nhiêu anh? Đời 25. 25, 21 triệu 500 nha các bạn. Thì con này trả góp mình trả nhiêu anh? Trả góp 1 triệu. Bao nhiêu? 1 triệu. Sau này bên đây hỗ trợ trả góp gì mà sắp với ta. 1 triệu các bạn. Rồi các bạn hỗ trợ 1 triệu luôn. Với điều kiện là các bạn quay trên quay tầm 1 triệu hồ sơ. Hồ sơ là đủ. 1 triệu là mang vi sinh về nhà luôn. Ghê thiệt. Hôm nay ghê quá. Đó thì mình vừa lướt qua cho quý anh chị và các bạn cái gì? Con này luôn ha. Rồi các bạn, đó là tiếp con nữa này. Bán rồi hả? Đó anh chủ xe anh đem lên bán. Việt lên Thái. AB Việt lên Thái. 208. Nhìn đó các bạn. Có mấy bạn hỏi. Rồi. Bắt rồi. Quay à, con này bằng tao anh. Quay là con này. Còn giá nhiêu anh? Giá 12 triệu 500. 12 triệu 500. Đó, đời 2008 nha các bạn. Đây là Việt lên Thái. Đó. 12 triệu 500. Đó. Con này cho trả góp không? có. Trả góp 2 triệu. 2 triệu rưỡi. 2 triệu rưỡi gì đó các bạn. Đó. Rồi đó thì mình vừa lướt qua cho quý anh chị và các bạn đó, xe rất là nhiều luôn. Tay ga đây, cái dòng tay ga nha, ở đây xe số cũng có, tay côn cũng có, thì có gì mình chỉ lướt qua tay côn cũng như là Winner nè, Ad nè và một số dòng xe số ví dụ nói nhị cái này. Còn con này nhiêu anh? 11 triệu 25. 11 triệu 25. Còn con này? Con này thì cả rồi. Cả rồi hả? Đó thì mình lướt sơ lại ở phía trong này thôi, tí có gì về chi tiết mình sẽ quay cho các bạn á. Đó các bạn nhìn đi, mô tô Exciter này, Winner nhóc nhiều lắm. Đó. Có gì mình sẽ giới thiệu ở cái video tiếp theo, tại vì dài quá nhiều anh em coi không có hết. Còn cái địa chỉ và số điện thoại ha. Đây số điện thoại nha các bạn. Cái địa chỉ là 377 Nguyễn An Ninh, Dĩ An, Bình Dương. Này có hỗ trợ trả góp luôn. Đây. Rồi thì quý anh chị có những thắc mắc gì thì có thể comment ở dưới cái video này, và hoặc là gửi về cái Facebook của mình để link bên dưới á. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo á.